cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nam sinh từng thi Olympic lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây phẫn nộ. Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã có công văn về thông tin học sinh trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành viết bài có nội dung chưa phù hợp trên mạng xã hội. Công văn cho biết, ngày 2 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái nhận được thông tin về việc học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành viết bài có nội dung chưa phù hợp trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo nhanh tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về sự việc. Cụ thể, theo phản ánh, đêm ngày 1 tháng 9 năm 2024, trên mạng xã hội, một tài khoản mang tên Chu Vinh có bài viết có nội dung chưa phù hợp. Sau khi tìm hiểu, nắm tình hình, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo xác nhận tài khoản Chu Vinh là của học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, lớp 12 Anh của trường. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh nắm tình hình, xác minh sự việc, chỉ đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ giáo viên trực tiếp đến gia đình học sinh Vinh để nắm thêm tình hình. Sở cũng đã tổ chức buổi làm việc với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, yêu cầu nhà trường kịp thời định hướng phát ngôn cho giáo viên học sinh của nhà trường đảm bảo đúng quy định, phân công lãnh đạo nhà trường giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình địa phương tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và diễn biến tư tưởng tâm lý của học sinh. Chủ động phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu xử lý sự việc, đảm bảo đúng quy định và sớm ổn định tình hình. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thông cách mạng cho giáo viên và học sinh, đẩy mạnh chia sẻ các thông tin bài viết tích cực về tình yêu quê hương đất nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau khi được giáo dục, học sinh Chu Ngọc Quang Vinh đã nhận thức được nội dung bài viết của bản thân trên mạng xã hội ngày 1 tháng 9 năm 2024 là chưa phù hợp nên đã chủ động gỡ bài viết và đăng bài xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh xử lý giải quyết vụ việc. Được biết, sáng ngày 2 tháng 9, mạng xã hội đăng tải thông tin Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái, người từng giành ngôi vô địch mang về vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1 quý 1, đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 năm 2023. Có dòng trạng thái với nội dung không phù hợp, xa rời thực tế cuộc sống ở quê nhà mà chỉ mơ mộng hão huyền về nơi xứ người. Nam sinh khẳng định bản thân ôn thi đường lên đỉnh Olympia chỉ được sống ở nước ngoài với mưu cầu lợi ích cá nhân, việc học lịch sử không phải theo ý muốn của bản thân. Dòng trạng thái của nam sinh này có nhiều nội dung thể hiện rõ sự vô ơn với đất nước, với chính quê hương mình nơi sinh ra. Nội dung đăng tải đã gây phẫn nộ đối với cư dân mạng. Lợi dụng thời điểm các sinh viên vừa trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học, một số đối tượng đã giả mạo là đầu mối của một số trường đại học để lừa chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học. Đây là một trong những chiêu trò lừa đảo vừa được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tới các tân sinh viên. Các đối tượng sẽ tạo ra các trang web giả mạo, trông giống như trang web chính thức của trường đại học. Ngoài ra, đối tượng còn giả danh là nhân viên của trường đại học để gửi email hoặc gọi điện yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân cũng như thanh toán học phí qua các phương thức không chính thức, sau đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng. Trước thực trạng này, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân kiểm tra các thông tin từ trường đại học và liên hệ trực tiếp tới trường nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tuyệt đối không chấp hành vào liên kết trong các email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên không xác định. Lén lút tổ chức đưa 3 người phụ nữ lội biển sang Campuchia trái phép, một đối tượng bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện bắt giữ. Ngày 2 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng CP sinh năm 1978, trú phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, đêm 23 tháng 8, tại khu phố Xá Xía,
phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, đối tượng CB lén lút tổ chức đưa 3 người phụ nữ lội biển sang Campuchia trái phép thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện bắt giữ, bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Kiên Giang xử lý. Tại cơ quan công an, CB khai do quen biết với một người tên Thương không rõ họ tên quốc tịch Campuchia tại chợ Brekat thuộc Vương quốc Campuchia. Khi Thương yêu cầu P đưa 3 người phụ nữ từ thành phố Hà Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công là 1,3 triệu đồng một người, CB đã nhận lời. Trong lúc đang người đưa đi xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công huyện Kiên Hải, Kiên Giang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Dư, sinh năm 1985, thường trú tổ 6, ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an tiến hành khám xét tại nhà Nguyễn Ngọc Dư, thu giữ trên người đối tượng 10 đoạn ống hút, một gói ni lông chứa hạt tinh thể màu trắng cùng các hung khí nguy hiểm như hai cây dao tự chế, hai súng tự chế, 222 viên đạn. Qua làm việc, đối tượng Dư khai nhận những hạt tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy tổng hợp mua về để tàng trữ sử dụng. Số súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm về kinh doanh bóng cười trên địa bàn. Thực hiện các điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm về kinh doanh bóng cười trên địa bàn. Rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 2024, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm gồm đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tại một cơ sở kinh doanh trên phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 15 bình khí N2O cùng hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng. Tiếp tục kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Tre và Hàng Bài, tổ công tác thu giữ thêm 3 bình khí N2O. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm, quyết tâm phấn đấu xây dựng quận Hoàn Kiếm với phương châm không ma túy, không bóng cười. Mới đây, một nam thanh niên 17 tuổi ở Hà Tĩnh điều khiển xe máy bằng chân dương tính với ma túy vừa bị công an lập biên bản xử phạt. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, tại đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành dừng xe mô tô biển kiểm soát 38M11-11626 do TC, sinh năm 2007, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh điều khiển. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện TC vi phạm các lỗi như dùng chân điều khiển xe và sử dụng điện thoại khi lái xe. Qua quan sát, tổ công tác nhận thấy TC có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy. Kết quả cho thấy TC dương tính với chất ma túy. Hiện công an thành phố Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý đối với TC. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi hình lại cảnh một thanh niên dùng chân điều khiển xe mô tô, tay sử dụng điện thoại. Hành vi coi thường pháp luật này đã khiến nhiều người bức xúc và lên án mạnh mẽ, bởi việc điều khiển xe mô tô bằng chân không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển mà còn có thể gây tai nạn cho những người tham gia giao thông khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.